Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay là chủ nhật cuối tuần, em Lợi lại về một cái chiếc bán tải đồ đồng cối đá mà phục vụ anh em về cày cuốc đây. Một cái chiếc xe mà thực sự là bền bỉ theo thời gian và khấu hao thị trường và phụ tùng thay thế của chiếc xe thì cực kỳ bình dân. Đấy, một trong những dòng sản phẩm mà em đánh giá là anh ăn chắc mặc bền đấy nhá, đồ đồng cối đá phá không hỏng quý chị ạ. Và hôm nay thì thời tiết ở Hà Nội cũng đã trở lạnh rồi, anh em nào cần một cái chiếc xe đi lại cho nó ấm này, đây là cái chiếc 2018 Toyota Hilux, số tự động phiên bản E một cầu, máy dầu màu trắng ngọc trinh, bên em Lợi vừa mới về và xe thì quay mộc cho quý chị nhá, chưa dọn dẹp gì, tất cả xe thì cam kết bốn cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên zin, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ và khẳng định xe không có phạt nguội, anh em trách nhiệm bất kỳ đơn vị thứ hai thứ ba thoải mái và vô tư nhá. Riêng chiếc xe này thì là một dàn lốp còn theo xe đấy quý chị này, lốp đều 2018 nhá. Đấy, toàn bộ các cái phần kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt. Và vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên phụ của chiếc xe này, anh em nhìn từ đồng sơn bên phụ bên lái đều rất là đẹp và kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt bậc lên xuống này, đến lốp lắp la răng đúc này. Đấy, toàn bộ xe thì em quay mộc cho quý chị nhá. Đấy, với cản sau đèn hậu này, đèn hậu cản sau còn rất là mới và đẹp nhá, phiên bản E. Và xe thì không chạy công trường công trình. Đây có một số điểm móp map này, em quay mộc luôn cho quý chị nhá. Móp này, sau 2 hôm này em lại sẽ cho khắc phục cái chỗ này và phải spa lại chiếc xe. Và đồng sơn của chiếc xe bên cánh cửa bên phụ đây còn rất là đẹp nhá. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung Hà Đông Hà Nội nhá. Đấy, tất cả đèn pha này, cabo này, kính đèn này, đèn hậu này rất sáng và mới nhá. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhá. Và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá, từ cột kèo này, cánh cửa này đều zin nhá. Toàn bộ các cái phần táp lô táp ly này, nội thất bên trong của chiếc xe là ghế nỉ nguyên bản từ đầu, trần của chiếc xe cũng là trần nỉ nhá. Và toàn bộ các cái phần gioăng cột này, đến táp lô này, cánh cửa này đều rất là mới và đẹp nhá. Trước sau là nguyên zin này. Đây, lên xuống kính điện nhá, kính của chiếc xe thì đều của hãng Toyota và đều có số 8 theo năm sản xuất 2018 nhá. Gioăng cột đây. Đây, năm sản xuất là 2018 đấy quý anh chị nhá. Và toàn bộ các cái phần ghế lên lái bên phụ này còn khá là mới và đẹp. Vô lăng của chiếc xe này và hộp số tự động một cầu nhé. Đấy, màn hình bóng khí và táp lô táp ly này, cột bóng khí tột cột nhé. Toàn bộ trần phào này đều rất là đẹp nhé. Anh em nào mà quan tâm về cái dòng xe bán tải thì bên em Lợi hầu như là ngày nào cũng có xe về, ngày nào cũng tương đương số lượng về thì số lượng bán này rất là tốt. Hôm qua thì em Lợi có 4 giao dịch để bán cho anh em nhé, cả trên kênh. Đấy, tất cả xe thì bên em Lợi bán theo uy tín và bán cái tâm, cái tầm. Đấy, toàn bộ các cái phần chỉ này đều zin hết nhá, đèn hậu này. Đấy, cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây. Và trên kênh thì cũng kính chúc toàn thể anh chị em có những chiếc xe ưng ý và hài lòng, và kính chúc anh em đi trên các cung đường bình an vạn sự. Bác nào mà có nhu cầu lên đời bán xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận thu mua tất cả các dòng xe trên mọi miền Tổ quốc. Và các bác cứ thông tin liên hệ cho em Lợi qua số điện thoại 0986265090 thì em Lợi sẽ đến tận nhà quý anh chị để thanh toán và bàn giao nhận xe. Gioăng cột này, trải sàn này, đến khoang động cơ của chiếc xe đây anh em nhé. Tất cả các cái phần máy của Hilux thì quá là bền luôn. Đấy, máy đi rất là bổ bả, toàn bộ xe phụ tùng thay thế cực kỳ bình dân. Thế mà Toyota Hilux thì em đánh giá vẫn là số 1 trong dòng xe bán tải, vừa bền, vừa tiết kiệm, vừa có thể lại là giữ giá nhất thị trường. Cũng có một cái lý do tại sao mà Toyota Hilux mà người dân lại rất chuộng, về những người thích về kinh tế.
Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2018 màu trắng, số tự động một cầu. Hiện tại thì bên em Lợi cũng đang còn 4 xe Toyota Hilux nhá, 2020, 21 cho anh em phục vụ quý chị nhá. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn.